Trưa nay 29 tháng 7 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc điện đàm với ông Trevor Mallard, Chủ tịch Quốc hội New Zealand. Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng và đánh giá cao việc hai nước đã tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam New Zealand. Việc nâng cấp quan hệ sẽ mở ra một chương mới, tạo khuôn khổ và sung lực mới, đưa hợp tác song phương tiếp tục đi vào chiều sâu. Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề xuất Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao, cấp ủy ban và cơ quan phục vụ quốc hội, tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị xem xét ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội nhằm thúc đẩy quan hệ nghị viện phát triển tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược hai nước. Chủ tịch Quốc hội New Zealand khẳng định, thời gian qua hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ về quan hệ kinh tế thương mại, giáo dục để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hai nước theo chiều sâu nhân các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo hai nước sẽ cử thêm các nghị sĩ trẻ đến giao lưu tìm hiểu học hỏi về các hoạt động nghị viện mỗi bên